đúng rồi, đúng là bao hết ba cái mảng á, đúng không? Mình có cách chơi, giờ mình chơi nên mình chơi, nhưng mà chơi xong là các bạn mới chơi được hết. Đây cầu An Đông bắc qua sông Cái, Phan Rang, Ninh Thuận, sông Vinh đúng không? À, còn gọi là sông Vinh. Đây là nhìn ra ngoài cửa biển Phan Rang. Sông Cái lên, phía lên, thượng nguồn Lâm Đồng, Đà Lạt phía bên bờ Tây. Ở đây có cái view nhìn thấy toàn cảnh của tỉnh Ninh Thuận, những sa mạc khác phía Tây Nam của tỉnh. Đây là đường Duyên Hải đi từ Ninh Chữ, Phan Rang về Tuy Phước, Cà Ná.